Xin chào quý vị và các bạn. Đêm hôm qua và sáng sớm nay ngày 3 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi thuộc khu vực Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh dần lên là cấp 7, giật cấp 9 và biển động mạnh. Hiện nay không khí lạnh tiếp tục lấn sâu xuống phía Nam và ảnh hưởng đến khu vực còn lại của miền Trung và Nam Bộ. Do đã nằm sâu trong không khí lạnh nên là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ đã giảm đi hẳn và mưa cũng giảm, trời khô ráo nhưng mà vẫn rét, và đặc biệt là đêm về sáng. Cụ thể như là tại khu vực Bắc Bộ thì nhiệt độ thấp nhất đêm nay sẽ dao động ở trong khoảng là từ 16 cho đến 19 độ. Riêng tại các tỉnh vùng núi thì có nơi nhiệt độ chỉ là từ 13 cho đến 15 độ. Như vậy, miền Bắc đã nằm sâu trong không khí lạnh, trời khô ráo nhưng dễ chịu. Có thể nói đây là thời điểm khá nhiều du khách tìm về để khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên vùng núi Tây Bắc, cũng như là cảm nhận cái rét nhẹ của đầu đông. Nằm cách Hà Nội khoảng 200 km, Mộc Châu là điểm hẹn yêu thích của rất nhiều du khách, nhất là các bạn trẻ mỗi dịp đông về. Bởi vào thời điểm này, trên khắp các cao nguyên rộng lớn lại phủ đầy một màu trắng tinh khôi của hoa cải. Ngoài ra thì đồi chè xanh ngát cũng tạo nên sức hấp dẫn cho du khách dù vào thời điểm nào trong năm. Thế nhưng mỗi dịp cuối năm về thì du khách còn có cơ hội được chiêm ngưỡng những bông hoa chè trắng muốt, tinh khiết, ẩn hiện trong từng vạt lá. Do trời đã chuyển lạnh nên du khách cũng nên chuẩn bị đầy đủ áo ấm, khăn choàng, găng tay cùng với các vật dụng khác để giữ ấm cho cơ thể, nhất là khi phải di chuyển vào buổi tối hoặc là sáng sớm. Xuống đến các khu vực còn lại của miền Trung, trời vẫn sẽ có mưa dông trong khoảng 24 giờ tới, có nơi sẽ là mưa khá to kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên sau đó thì mưa sẽ giảm dần từ ngày 5 tháng 11. Vùng cao Tây Nguyên thời tiết có phần ít mưa hơn các nơi khác, trời khá khô ráo, nhiệt độ là từ 18 đến 31 độ. Còn tại Nam Bộ, thời tiết sẽ có sự thay đổi khi không khí lạnh vươn tới các tỉnh phía Nam. Trời chuyển nhiều mây và có mưa vào trưa chiều và ban đêm. Đêm và sáng sớm trời có sương mù nhẹ, ngày mai thời tiết dịu mát khá nhiều. Nhiệt độ trên toàn vùng trong 24 giờ tới sẽ dao động trong khoảng là từ 23 cho đến 33 độ. Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Thưa quý vị, tại khu vực Tây Bắc trời khô ráo do khu vực này đã nằm sâu trong không khí lạnh, đêm và sáng sớm trời rét. Tại Sapa, nhiệt độ là từ 10 đến 16 độ. Tại thành phố Tam Đảo, mức nhiệt là từ 11 đến 20 độ. Còn tại Điện Biên, nhiệt độ dao động ở mức là từ 18 đến 28 độ. Khu vực các tỉnh Đông Bắc, trời nhiều mây nhưng lại hầu như không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển là cấp 4. Thời tiết khá thuận lợi cho du lịch. Tuy nhiên, từ đêm về sáng thì trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng sẽ ở mức là từ 18 cho đến 20 độ. Cao nhất trưa mai cũng chỉ ở vào khoảng là 23 cho đến 26 độ. Khu vực miền Trung phía Bắc đèo Hải Vân, trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi sẽ là mưa to. Do vậy mà các hoạt động du lịch trong vùng cũng chưa mấy thuận lợi. Riêng một số điểm du lịch phía Bắc như là tại Sầm Sơn và tại Phong Nha thì không mưa, nhiệt độ ở mức dễ chịu, đó là từ 20 cho đến 28 độ, nên khá thuận lợi cho du lịch. Còn tại Huế thì thời tiết có mưa rào và dông, nhiệt độ thì cũng chỉ dao động ở mức là từ 20 cho đến 27 độ. Tiếp theo, khu vực miền Trung phía Nam đèo Hải Vân, thời tiết có mưa dông nhiều, có nơi mưa to nên các hoạt động du lịch cũng như là giao thông đi lại trong vùng cũng chưa mấy thuận lợi. Thời tiết khá mát mẻ với nhiệt độ trong ngày tại Đà Nẵng và Hội An cũng hầu như không vượt quá mức là 28 độ. Còn riêng tại Bà Nà, nhiệt độ dao động chỉ từ 17 cho đến 23 độ. Khu vực du lịch biển Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, trời còn nhiều mây, có mưa rào và dông tập trung nhiều về chiều tối, còn ban ngày thì tại đây có nắng yếu. Nha Trang, mức nhiệt là từ 24 cho đến 29 độ, Mũi Né, nhiệt độ là từ 24 đến 32 độ, Vũng Tàu, nhiệt độ trong ngày cũng không vượt quá mức là 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời chuyển nhiều mây, có mưa cục bộ, ngày nắng gián đoạn, các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch nhìn chung khá thuận lợi. Cụ thể, tại Pleiku, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Buôn Ma Thuột, trời không mưa, nhiệt độ là từ 19 đến 29 độ. Đà Lạt có mưa và nhiệt độ dao động ở mức là từ 13 đến 23 độ. Tiếp theo, thời tiết tại khu vực Nam Bộ. Mây thay đổi, có mưa rào và dông vào đêm và trưa chiều, ngày có nắng gián đoạn. Thời tiết nhìn chung cũng không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời cũng như du lịch. Tuy nhiên, du khách cũng nên chuẩn bị thêm ô dù và dụng cụ che mưa phù hợp để ứng phó với những cơn mưa có thể xảy ra về chiều tối. Nên nhiệt độ trong ngày tại khu vực hầu như không vượt quá 33 độ. Cuối cùng là những thông tin tại hai điểm du lịch biển đảo Phú Quốc, Côn Đảo. Sóng gió trên biển có cường độ trung bình, tuy nhiên thì tại đây trời còn nhiều mây, có mưa rào và dông nên các tàu du lịch ra vào các đảo cũng như tàu đánh cá của bà con ngư dân cũng cần phải lưu ý. Tại Côn Đảo, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ, nhiệt độ là từ 26 đến 32 độ.
Tại Phú Quốc, gió đông bắc cấp 4, nhiệt độ ở mức là từ 26 đến 31 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.